Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 22 tháng 6 mình có một cái video là hướng dẫn các bạn nhận 5 token BAT là bạn chạy trên mạng Matic. Thì hiện tại dự án này đã end, thì bạn nào có đó có làm dự án này thì các bạn vào claim nha tất cả các bạn. Thì để claim được con token BAT này thì các bạn cần phải có yêu cầu là tối thiểu là 0.001 token Matic để làm phí ga nha tất cả các bạn. Thì mình có một thì mình có để một cái link cho tất cả các bạn yêu cầu phí ga luôn nha tất cả các bạn. Thì đối với những người nào không có phí ga thì các bạn nhấp copy vào link này nè các bạn. Các bạn mở địa chỉ với MetaMask mình ra nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn mở với MetaMask ra thì các bạn chọn vào mạng Matic nha các bạn. Thì bạn nào chưa tích hợp mạng Matic thì các bạn tích hợp mạng Matic vào nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cùng nhấp vào trình duyệt nha các bạn. Các bạn dán cái đường link mà các bạn đã copy clean đầu tiên nha các bạn, để tất cả các bạn làm phí ga các bạn. Sau khi dán vào xong thì các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra các bạn, vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có chứa một chuyến tàu. Rồi bạn bấm vào kiểm tra các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect. Rồi như vậy là các bạn sẽ nhận được phí ga token Matic nha các bạn. Sau khi có phí ga xong thì các bạn copy cái phần link thứ hai của mình nha các bạn. Cái phần link claim token BAT nè. Thì các bạn cũng mở địa chỉ với MetaMask của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào trình duyệt tiếp tục các bạn. Rồi. Các bạn dán cái link claim vào các bạn. Rồi bạn muốn gỡ nè. Thì đối với những bạn nào đã từng chatbot vào ngày 22 tháng 6, mình có một cái video hướng dẫn các bạn chatbot thì các bạn lướt xuống rồi các bạn. Sau khi các bạn lướt xuống thì các bạn không có thấy cái gì hết trơn các bạn. Và các bạn việc bấm vào connect nè các bạn. Sau khi bấm vào connect thì nó không có hiện cái gì hết trơn bạn. Các bạn bấm vào một claim. Nó hiện balance của các bạn bằng không luôn nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một claim thì nó để chữ một chữ kết nối thì các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Bạn kết nối là tự động nó về các bạn vì mình đã claim rồi các bạn. Rồi sau khi claim về xong thì các bạn copy con chắc dưới phần link mô tả của mình nha các bạn. Con chắc nè. Chưa các bạn, sau khi các bạn copy con chắc các bạn mở cái ví chụp MetaMask của mình ra nè. Các bạn vào một ví nè, các bạn bấm vào thêm token các bạn, thì các bạn dán cái địa chỉ để vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thêm token các bạn. Sau khi bấm vào một thêm token thì tự động nó các bạn sẽ nhận được 6.5 token BAT. Thì token BAT này hiện tại mình cũng mới vừa claim về, mình chưa biết nó list sàn nào các bạn. Sau này nó có thông tin list sàn và giá cao thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán sao nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.